Em dở thêm cái này luôn đi cho chắc Nguyên. Cái này nữa là hết luôn, là 100% là hết rồi đó. Ở mà em nói là 70% là khiêm tốn á chứ. Rồi nè, cái này nó sạch dữ, cái này sạch hơn kia luôn nè. Ok. Cái này sạch dữ luôn nè. Sạch rồi, nó chết nó luôn rồi. Ok. Đây là cái sau 5 ngày sử dụng cái men nấm đồng tiền. Sau 5 ngày sử dụng cái men nấm đồng tiền, mỗi một gói nửa ký thì hiện tại là nấm đồng tiền nó đã quéo lại, nó chuyển qua cái màu ngà này là nó đã chết. Mà có thể đẩy ra là nó xích ra. Xích ra nhẹ thôi chứ nó không có thích như hồi xưa. Nè. Cạo đi đâu đi đó nè. Nè. Đi lên một lớp. Không có mùi luôn nè. Không có tanh mới được nha. Còn tanh là mấy con tôm nó mê dữ lắm á. Mùi tanh luôn. Bởi vậy nó ăn thức ăn nó ăn mạnh vậy đó, nó dễ ăn mạnh luôn, nó không gớ thế này. Đây cái này là vi sinh nó đã vô xử lý. Nó làm mất cái mùi tanh liền. Đúng rồi. Em siphon lên mà thấy mà nó không thúi là có nghĩa là vi sinh nó đang mạnh đó. Còn mà vi sinh mà lên mà siphon mà thấy cái mùi nó hơi nặng nặng á là có nghĩa là cái vi sinh hơi yếu. Đây. Mừng. Cái này vi sinh nó cũng nhẹ hơn Nguyên. Bảy chục hả? Nay bốn mấy ngày nè. Làm dữ chấm. Nguyên chấm tiền. Nguyên chấm này. Cái nó được. Tôm đẹp. Mạnh dữ vậy. Thì dở cái dĩa không phải dở cái nữa, phải dở cái nữa, dở hai cái đi cho nó dở cho con tôm tôm ha. Dở hai cái đi gan hả? Đó, thấy không cái vậy không gan. Đi gan hả? Đi gan bốn cử 120 kg. Ghé 18. Ghé 18 luôn chứ còn gì. Sạch.